Đó, mình lắc lên sao cho nó thật là vậy thôi, thầy lắc thử coi cho em coi coi. Đúng đây là chai dầu tẩy chèn. Đó, mình lắc nhiều như vậy nha mọi người, mình lắc đều trước khi mình sử dụng nha mọi người ha. Đó, đó, mình sử dụng để mà mình mình khi nào mình cho ra một cái lượng bù đủ để mình tẩy trang nha mọi người ha. Tẩy giảm giá luôn nha cả nhà ơi. Đúng rồi, mà dầu tẩy trang nè, bà My bà về nhà bà lấy con chai này nha bà, mỗi lần bà bắt make up với bà tẩy trang một cách nhanh chóng luôn, rất là sạch luôn. À, mấy cái make up như là phấn mắt nè, những cái kẻ mắt nè, đó những cái đốm mà dầu này ra được hết, và cái dầu tẩy trang nó hiệu quả hơn là nước tẩy trang nha cả nhà. Đúng rồi đó bà, mà mấy bà không chịu chốt kìa, cho nên là cả nhà mình tranh thủ mình chốt đó cả nhà, mình chốt đó, giảm giá còn bao nhiêu? 195, mức giá gốc là 350, giảm còn là 195, giảm còn là 195 nha mọi người ơi, vào mình mua liền giùm cho em nha. 195 nha cả nhà ơi. Thầy ơi, Diễm My kêu thầy lắc hay nên em chốt một chai kìa, quá tuyệt vời luôn. Chắc là thầy mua lắc rồi. Chớp đó, chớp đó. Trời ơi. Mày đứa đi, mày bỏ cái tay đi ra. Lắc 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 lắc. Tại sao rồi không lắc? Mọi người mình lắc. Đó, rồi chớp nhiều lên cả nhà. Nhanh lên mọi người ơi. Dầu tẩy trang này là một cái bước quan trọng trong skin care ha mọi người ha. Ok. Đó, bước đầu tiên để làm cho da thật là mướt mịn là một cái điều tuyệt vời là mình phải tẩy trang đầu tiên nha mọi người. Đó. Rồi thầy lắc dữ dội rồi. Ôi sao nước nó ra về tay rồi đó. Rất là cần tẩy trang. Tại vì thầy lắc mạnh quá. Ủa chết rồi, anh thầy lắc mạnh quá. Anh bị cái đầu đó rồi mà. Thầy lắc mạnh quá cho nên là nước văng tùm lum, nước bắn tùm lum á. Thầy lắc vừa vừa thôi. Nước thịt khoản. Đó, mọi người vào mình đặt hàng liền giùm em nha mọi người ơi. Đó. Vào đặt hàng. Dạ. Giá gốc là 360, giảm còn 360. Giảm còn 195. Giảm còn 195. Nhanh chóng mình. Chốt đơn. Nhanh chóng mình. Chốt đơn. Nhanh chóng mình. Chốt đơn. Đúng rồi, sản phẩm dầu tẩy trang. Dầu tẩy trang. Tẩy trang điểm rất tốt. Cả nhà mình chốt liền giùm em nha. Em xin được có 10 mã thôi. Chỉ có 10 mã cho chúng ta thôi nha cả nhà nha. Cả nhà mình tranh thủ liền. Nhanh lên mọi người ơi. Chỉ còn 5 phút nữa là 10 giờ rồi mọi người, mình cố gắng mình chốt nha. Dạ. Nhiều anh chị em mình hỏi quá nè, mình thích về tẩy trang quá mà sắp hết mã rồi. Để em xin thêm cho mọi người được chưa? Mọi người ok chưa nha? Mọi người ơi, mình chốt đơn nha mọi người ha. Anh chị em mình mau chóng mình đặt hàng liền giùm cho em. Dạ. Và mình đặt hàng nhanh lên mọi người ơi. Cố gắng mình đặt hàng liền giùm em nha. Sản phẩm của chúng ta là siêu ưu đãi, siêu tốt mà siêu mê, siêu thích luôn, mà mình chốt đơn là quá đỉnh cho một cuộc tình luôn mọi người ơi. Dầu tẩy trang hôm nay có voucher, mình mua kèm là mình giảm 169 nha. Nhiều anh chị mình không có voucher mọi người, 215 nhưng mà vẫn đặt được giảm rồi đấy. Đó, giảm siêu tóc luôn, giảm siêu êm luôn. Hôm nay là có voucher là 170k cho đơn là mình mua á mọi người. Là cái hóa đơn mình mua là 170k. Mình được giảm 20k. Đó. Con này đúng là vật chất quyết định ý thức. Chị Lan Anh vừa nhắn tin cho mình bảo là hồi sáng nay nó hẹn là đi qua nhà chị Lan Anh giật cô hồn. Xong rồi chị Lan Anh bảo là khi nào dậy gọi cho cô mà nó ngủ quên đến giờ. Xong rồi gọi mình mới bốc phét nó, mình kêu là sáng nay ở bên chỗ nhà chị Lan Anh giật cô hồn có người giật được 17 triệu. Thế mà giờ nó ra nó gọi cô Lan Anh hỏi xem đúng không. Chị ơi, chị cứ trả lời là 18-19 triệu đi. Con này mẹ mình vật chất quyết định ý thức đó. Đó. Bây giờ ra gọi cô Lan Anh để hỏi xem đúng không, đúng không? Trời ơi, báo quá trời là báo luôn. Xong rồi. Nó tiếc là sáng nay vì nó không dậy sớm để nó qua giật cô hồn. Con ơi, bây giờ còn cái gì? Rồi, mình chốt đơn đi mọi người, chốt đơn rồi mọi người. Nhanh lên mọi người, còn 4 phút nữa 10 giờ rồi mình tranh thủ giùm em nha mọi người ha. Rồi cả nhà ơi, chắc em sẽ lên nhanh cho mọi người nha mọi người. Những cái ưu đãi rất là tuyệt vời nha mọi người ơi. Dạ, vào mình ủng hộ liền giùm cho em nha. Rồi anh chị em mình mau chóng mình hỗ trợ mình chốt đơn giùm ngay liền luôn giùm em nha mọi người ơi. Đang có dầu tẩy trang là siêu đỉnh như thế này mà mình mua mình được free ship nha, 200
15 là ai mà chưa có voucher mà có voucher là mình được giảm là 195 nha mọi người ha. Đó được giảm 20k voucher ấy mọi người, mình vào mình đặt hàng liền em. Và 200k này là trên 150 rồi là mình sẽ được free ship nha cả nhà. Mình được free ship cho nên mình chốt đó, cho nên mình chốt đó, cho nên mình chốt đó, cho mình chốt đó. 300 đơn chưa má, nãy giờ mấy má chốt là chốt dữ chưa mấy mẹ. Mình còn 15 phút nữa thôi là mọi người, chúng ta cùng nhau chốt đơn cho mọi người. Dạ là còn 15 phút nữa mọi người ha. Rồi mọi người chốt đơn chỉ còn lại 2-3 mã cuối rồi. Cả nhà mình muốn lên mã nào nữa, mọi người comment ra liền, ra nhanh để mà cho em lên mã nha mọi người. Cho cả nhà mình lên mã nha. Những cái mã mà mọi người mong muốn nha mọi người, cứ comment ra thì em sẽ lên nha. Sữa rửa mặt da dầu bị mụn dùng càng dùng là càng đỡ mụn giảm dầu nha chị nha. Rồi em sẽ lên sữa rửa mặt, ok chưa? Sữa rửa mặt chùm ngay, nãy giờ em chưa lên nè. Rồi còn hai mã tẩy trang, mọi người chốt lẹ giùm em nha. Lên tẩy, lên sữa rửa mặt chùm ngay nha em nha. Rồi 5 4 3 2 1 lên sữa rửa mặt chùm ngay. Hồi nãy trà xanh lên rồi chưa có chùm ngay. Đã kết thúc lại, tôi sẽ gieo vào đầu nó. Ui trời ơi, sáng nay ta coi live stream mà thấy bên quận 7 dân tổng cộng mấy trăm người. Trời ơi, người ta lại tiền mà người ta dùng cây súng bắn tiền nó bắn trời rồi, xong có cái người kia người ta cầm cái lưới người ta răng lại tờ 500 200 nhiều ơi là nhiều, ta đếm có người kia 17 triệu 18 triệu cho nó tiếc thì mẹ lắm luôn. Em sợ hàm ngủ mình chết cả mình này hàm ngủ thì mình chết cả mình luôn đi con. Tao thì cho mình tiếc. Ôi, anh tính là anh là cha nó đó. Là cha cũng phải dạy cho con mình cách ý thức nhưng cuộc sống. Nhưng mà nó chết. Trời ơi, chết bà hàng xóm luôn. Vậy đi. Nhìn lên mọi người ơi. Em lên chỉ còn có 10 mã này thôi. Chỉ còn có 10 mã này thôi nha mọi người ơi. 10 mã này thôi nha mọi người ơi. Đặt hàng liền giùm cho em nha mọi người ơi. Ủng hộ liền giùm anh hạt dẻ đi mọi người ơi. Đó, được sửa rửa mặt này là 40 mọi người. Không paraben, không chứa sunfat, không có chứa cồn và không chứa silicon. Giúp cho mình có làn da sạch khỏe nha mọi người. Và độ pH là 5.5, làm sạch tối đa trọn vẹn luôn nha mọi người. Và mình nhớ là mình phải tẩy trang trước khi mà mình sử dụng sữa rửa mặt. Rồi sau đó mình sử dụng nước hoa hồng sau rửa giùm em để cho da mặt thật sạch nha, thật thơm nha mọi người ha. Chốt đơn ủng hộ bé đúng không mọi người? Ủng hộ bé đi tẩy lông hả? Rồi, hết mã này em lên tẩy lông cho cả nhà nha. Mã này em có 10 mã thôi nha, tranh thủ giùm em nha. Cả nhà mình nhanh chóng lên chốt đơn, nhanh chóng mình chốt đơn. Giảm giá cho mọi người trong phiên live cho sản phẩm sữa rửa mặt chùm ngay là 99k. Giảm giá là 99k. Cho nên mình chốt đơn, cho nên mình chốt đơn. Cho mình chốt đơn. Đúng rồi, cả nhà mình chốt đơn. Giờ mình lúa mẹ nữa. Nhưng mà người ơi, chốt liền giùm trẻ. Nè, tao hỏi này, mẹ đi à, mày đã xuống chứ mấy lần tao xuống vô tình trong thế tao thấy tao lét là mấy cái gì nó nhợt nhợt ở trên bồn cầu, kinh lắm. Ghê quá thầy ơi. Giờ vào chống đường giùm em đi, ghê quá. Nè, mày sống cho nó nghiêm túc vào nhá. Ăn xiên bẩn không mọi người? Ăn, rồi, chốt đơn mọi người ơi, chốt đơn liền giùm em nha mọi người ha. Đó. Rồi đặt hàng liền giùm em nha mọi người ha, chỉ còn lại 4 mã thôi, chốt liền. Em lên combo tẩy lông được chưa? Nhanh lên mọi người. Giảm giá cho mọi người là 99k. Giảm giá cho mọi người là 99k. Cho nên tranh thủ mình.